Kính chào các bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại và đón xem video trên kênh của Buy to School. Thì có một số các mọi người thắc mắc với em đó chính là khoảng 5 triệu, loanh quanh khoảng 5 triệu thì đến Buy to School mình mua mẫu xe nào cho phù hợp và hợp lý. Thì em cam đoan với mọi người là xem xong video này, các bác anh chị sẽ lựa chọn được cho mình một mẫu xe, một dòng xe phù hợp nhất với mình trong phân khúc khoảng 5 triệu nhá. Thì trong video này em sẽ giới thiệu cho mình 4 mẫu xe, tượng trưng cho 4 dòng xe, đó chính là mẫu Chinix TR216 và vành 27.5 mm. Và thứ hai là mẫu xe đua Barbie lớp BR700S. Và mẫu số 3, rất nhiều các bạn trẻ săn đón, đó chính là mẫu Magic Bros CX6. Và cuối cùng là thuộc dòng xe đạp touring đi phố, mẫu Kali S2000. Tất cả các mẫu xe này thì đều trong phân khúc giá khoảng 5 triệu và hơn 5 triệu một xíu. Thì các bác anh chị hoàn toàn có thể qua trực tiếp tất cả các cơ sở của bên em để tham khảo xe trực tiếp và được các bạn nhân viên tư vấn để có thể là lựa chọn được một cái mẫu xe, dòng xe sao là phù hợp nhất với bản thân mình nhá. Rồi, mọi người mà muốn đặt hàng online thì có thể gọi điện ngay cho em qua số điện thoại 0919008533 để được bên em tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé. Còn bây giờ hãy cùng em đi vào cái nội dung chính của video này để phân tích từng cái mẫu xe một nhé. Mẫu đầu tiên em muốn giới thiệu đó chính là mẫu Chinix TR216 phiên bản 2024. Đấy, kích cỡ vành là 27.5 mm. Thì cái mẫu xe này có giá thì khoảng hơn 5 triệu một xíu, phù hợp với mọi người có chiều cao từ 1m55 cho đến 1m8. Và đặc biệt cái phần khung là khung nhôm. Đấy, khung nhôm thiết kế chéo như này. Đấy, việc lên xuống rất là dễ dàng rồi nhá, to, chắc chắn và khỏe. Và dòng này là thuộc dòng thể thao địa hình nên sẽ được trang bị hệ thống phục nhún giảm sóc phía trước, rất là êm ái, giúp mọi người có thể đi vào những cái cung đường xấu rất là tốt. Và phần vành là 27.5, kích cỡ lốp là 27.5 x 1.95, dày, rất là dày dặn, nhiều vân gai, bám đường, đi rất là an toàn. Trên cái mẫu Chinix TR216 này thì sẽ được trang bị bộ chuyển động của Shimano với 21 cấp tốc độ. Mọi người có thể linh hoạt chuyển đổi các tốc độ cũng như là những cái cung đường khác nhau tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của mình. Trên mẫu Chinix TR216 có hệ thống phanh trước và sau đều sử dụng, đó chính là phanh đĩa, giúp mọi người có thể dừng xe rất là an toàn, bền bỉ. Và dòng này có tuổi thọ rất là cao nhá. Và với phân khúc giá khoảng hơn 5 triệu thì em nghĩ đây là một trong những cái mẫu xe rất dễ sử dụng, bền và an toàn. Đấy, để cho mọi người có thể đi được rất là nhiều những cái cung đường khác nhau, rất êm ái, chắc chắn và bền bỉ. Thì đấy, mọi người có thể tham khảo cái mẫu Chinix TR216 phiên bản 2024, kích cỡ là 27.5 mm nhá. Mẫu số 2 em nghĩ là nếu như các bác anh chị nào mà theo dõi bên em thì chắc là nhìn qua cũng đoán được, đó chính là mẫu Barbie lớp BR700S. Đấy, phiên bản này là cái phiên bản nâng cấp của mẫu Barbie lớp BR700 với cái phần khung là khung nhôm nhưng mà sẽ là sử dụng khung nhôm không mối hàn, dây diêm sườn và là sơn bóng tĩnh điện, rất là đẹp và bền màu. Thì cái mẫu Barbie lớp BR700S này sẽ phù hợp để cho mọi người đi thiên hướng với những cái cung đường sẽ bằng phẳng, đẹp, dài và đi với tốc độ nó sẽ cao hơn. Đấy, mình muốn trải nghiệm trên những cái tốc độ cao thì cái mẫu Barbie lớp BR700S này rất là phù hợp. Và giá thành của mẫu này chỉ khoảng gần 4 triệu thôi nhá. Đấy, gần 4 triệu sẽ được trang bị những cái gì? Đó, đầu tiên đó chính là trang bị hệ thống phanh trước và sau đều là phanh đĩa và có hai phanh là phanh phụ ở đây, phía trên phần thẳng và phanh chính ở phía dưới phần tay cong như này, giúp mọi người có thể linh hoạt xử lý những cái tình huống dừng xe rất là an toàn rồi nhá. Và về phần bộ chuyển động thì với khoảng gần 4 triệu nhưng cũng sẽ sử dụng full bộ chuyển động của Shimano Tone TZ với 3 đĩa và 7 tầng líp nhá. Cùng với đó là về phần lốp thì đặc trưng của dòng xe đua là sẽ sử dụng phần lốp nhỏ như này, nhỏ trơn không vân gai. Trên mẫu Barbie lớp này BR700S này thì cái phần lốp sẽ rất là nhỏ, giảm ma sát mặt đường đi để giúp mình đi nó sẽ bon hơn và nhanh hơn. Và cái trọng lượng của cái mẫu này thì nó sẽ khoảng tầm 12 kg thôi nhá. Đấy, trọng lượng sẽ nhẹ hơn cái mẫu xe đạp thể thao địa hình TR216 27.5 inch kia. Đó, thì cái mẫu này sẽ phù hợp cho các bác anh chị có chiều cao từ 1m55 trở lên nhá và thích đam mê về tốc độ thì có thể tham khảo mẫu Barbie lớp BR700S với giá khoảng gần 4 triệu.
Đến với mẫu số 3 thì chắc hẳn là các bạn trẻ nào và đam mê về những cái dòng xe đạp phích kia thì nhìn qua mình đã đoán được đó là chính là mẫu gì đúng không ạ? Thì trên màn ảnh đó chính là mẫu Magic Bros C6, một trong những cái phiên bản của dòng Magic Bros mà em đánh giá về giá thành cũng như là cấu hình, công năng sử dụng rất là tốt. Với phần khung sườn thiết kế bản khung nhôm bo tròn, khung nhôm bo tròn và đã được gia công các mối hàn nhẵn này, cái độ thẩm mỹ của xe rất là đẹp và gọn gàng. Đặc biệt trên mẫu xe Magic Bros là thương hiệu của Nhật Bản nên là sẽ có tem chứng nhận BAA, một trong những cái tem chứng nhận cái mẫu xe này đạt an toàn về chất lượng cũng như là đảm bảo an toàn có thể lưu thông trên đường phố của Nhật Bản, thì là cái mẫu xe này sẽ có cái tem chứng nhận của Nhật này nhá, rất là tốt rồi. Và trên cái mẫu xe Fikir này thì em như ban đầu em nói là sẽ phù hợp với các bạn trẻ đam mê, có một chút cá tính này, ưa một xíu về mạo hiểm và cũng thích đam mê về tốc độ nhá. Thì cái mẫu này thì nó sẽ có ưu điểm là trọng lượng xe này rất là nhẹ đúng không ạ, trong nó chỉ loanh quanh tầm 10 kg thôi. Và thứ hai là về cấu tạo rất là đơn giản, nên là mình sử dụng cũng đơn giản. Và thứ hai là rất là ít phải sửa chữa hỏng hóc đó, bởi vì gần như là cắt giảm hết toàn bộ về cái cơ cấu phanh của dòng này thì rất là đặc biệt nhá. Thì với mẫu Magic Bros C6 thuộc dòng xe đạp Fikir thì khi các bạn đạp tiến thì xe sẽ chạy tiến như này. Và khi mọi người có thể lùi là xe cũng sẽ chuyển động lùi phía sau. Và đặc biệt nếu như mà mình muốn dừng xe là mình sẽ hãm bàn đạp và xe sẽ dừng lại luôn. Nên là mình sẽ cái không cần phải thêm phanh. Đó, thêm phanh làm gì cả. Còn về cái size xe thì cái mẫu Magic Bros C6 này thì sẽ có các size S, M và L. Mọi người sẽ tùy thuộc vào chiều cao của mình. Từ 1m50 trở lên là mình có thể đi cái size S này, 1m6 thì đi size M, còn trên đấy thì mình có thể sử dụng size L thì sẽ phù hợp hơn. Và bên em thì có rất là có các màu như là màu đen và màu trắng và đầy đủ các size. Mọi người, các bác, anh chị, các bạn mà ưng cái mẫu C6 này thì có thể qua trực tiếp tất cả các cơ sở của bên em để trải nghiệm xe và cũng như là thử cái size xe cho nó phù hợp với bản thân mình nhé. Còn mọi người mà muốn đặt hàng, mua online thì đơn giản gọi điện cho em qua số điện thoại 0919008533 để em tư vấn và vận chuyển cho mình kịp thời và nhanh chóng nhất trong thời gian khoảng từ 3 đến 5 ngày nhé. Đến với mẫu cuối cùng đó chính là dòng xe đạp đi phố hay là touring. Cái mẫu xe này thì sẽ phù hợp để mọi người có đi với trên những cái cung đường dài bằng phẳng, có đi với tốc độ cao nhưng mà mang lại cái tư thế lái xe thoải mái, đó chính là mẫu Kali S2000. Trong phân khúc cũng chỉ loanh quanh tầm 5 triệu, hơn 5 triệu một xíu thôi. Thì cái đặc trưng của cái dòng xe này, ngoài cái tốc độ đi nhanh ra thì nó sẽ đem lại cho mình một cái tư thế lái xe, tư thế lái xe rất là thoải mái về cái phần khung, về cái ghi đông trước và ghi đông thẳng. Quần nó rất là êm ái và đặc biệt là mình sẽ không quá cúi về phía trước như dòng xe đua. Nên là mình sẽ mang lại cái cảm giác lái xe sẽ thoải mái hơn, giúp mọi người có thể là đi phố hay là đi trên những cái cung đường dài bằng phẳng rất là phù hợp để luyện tập thể dục thể thao hàng ngày hay là đi học đi làm, rất là phù hợp với mẫu Kali S2000 nhé. Về phần cấu hình thì sao? Thì cấu hình thì mẫu S2000 này sẽ sử dụng phần khung là khung nhôm này, khung nhôm không mối hàn rồi, những cái dòng này là dòng không mối hàn và cái bản khung cũng chắc khỏe, chịu tải lên đến 120 kg. Đồng thời với đó là vành, cặp vành trước và vành sau kích cỡ là 700 và lốp là sử dụng của lốp Kenda, kích cỡ là 700 x 28 c. Dòng này là cũng sử dụng lốp trơn không vân gai giống dòng xe đua, giúp mình có thể là đi xe rất là nhanh cũng như là cái độ trớn rất là cao, bởi vì là sử dụng về phần mayer trục là sử dụng mayer trục bạc đạn của hãng Kali như này rồi. Độ trớn và độ bon rất là tốt. Còn về phanh đó, phanh thì cái dòng này sẽ thiên hướng đi nhanh và đi phố nên là người ta sẽ trang bị hệ thống phanh vành trước và sau, tăng cái độ êm ái cũng như là cái giảm cái chi phí giá thành sản xuất để cho mình có một cái giá thành sẽ phù hợp hơn và hợp lý hơn. Còn về bộ chuyển động thì trên mẫu Kali S2000 sẽ sử dụng full bộ group của Shimano với 21 cấp tốc độ. Đằng trước là 3 tầng đĩa nhá, đằng sau là 7 tầng líp này. Mình sẽ các bác anh chị xem em chuyển các tầng đĩa, tầng líp này. Rất là nhẹ nhàng. Phần đĩa trước thì xuống sẽ có các chế độ đi khác nhau. Nếu như mình sử dụng ở phần dưới như này, líp dưới thì đi xe rất là nhanh.
Còn nếu các bác cứ chuyển dần lên phía trên thì xe sẽ đi nhẹ hơn. Mục đích là mình sẽ sử dụng lên dốc thì mình sẽ sử dụng với các tầng lip ở phía trên và trong này nhá. Còn bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng ở tầm giữa như này để mang lại cái cảm giác đạp xe vừa phải, tốc độ an toàn, đó, không quá nhanh và cũng không quá chậm. Hãy đạp xe cho đỡ mất sức. Đó, mọi người có thể độ trớn, độ bòn của xe rất là cao. Đấy là một trong những cái ưu điểm của cái dòng xe đạp Kali S2000. Về thứ nhất tốc độ, và thứ hai độ cảm giác lái xe thoải mái, và thứ ba đó chính là về trọng lượng xe. Trọng lượng xe của dòng này cũng khá nhẹ, thì khoảng gần 12 kg, full nhôm như này, và giá thành thì khoảng hơn 5 triệu. Đấy là các bác, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho các bác anh chị và các bạn bốn cái mẫu xe đặc trưng của bốn cái dòng xe mà bên em đang bán cũng như là đang phân phối rất là chạy đó. Thì các bác anh chị nào mà xem xong video mà muốn tham khảo một trong những bốn mẫu xe trên thì có thể qua trực tiếp tất cả các cơ sở bên em tại Hà Nội, hoặc là gọi điện cho em qua số điện thoại 0919008533 để em tư vấn kỹ hơn về từng dòng xe một, sao cho mình có thể lựa chọn được một cái mẫu xe phù hợp với giá tiền này, thứ hai đó là về cái size xe, chiều cao, và thứ ba là cái mục đích cũng như là công dụng sử dụng của cái xe đấy nhá. Thì em cũng rất là cảm ơn tất cả các bác anh chị đã lắng nghe và đoán xem em đến cuối video như này. Nếu như thấy hay thì cho em xin một tim, một like, một chia sẻ video, đồng thời hãy follow kênh Bike to School để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái video giới thiệu sản phẩm hay là những cái mẫu mã xe đang hot nhất hiện nay nhé. Cuối cùng em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác anh chị ở những video tiếp theo.